Xin kính chào, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giang Lo. Trong số ngày hôm nay, Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố với diện tích là 5 x 16m, được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao trên thị trường đó chính là 9 tỷ 200 triệu. Căn nhà nằm trong khu dân cư đồng bộ nè, đường trước nhà là đường nhựa 8m, xe hơi thông thoáng. Do đặc thù là khu đồng bộ nên có cổng bảo vệ 24/24. Từ căn nhà ra công viên cũng rất là gần. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của căn nhà hơn. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại với tông màu chủ đạo đó là màu xám trắng nè, tô đậm thêm nét nhẹ nhàng và có gì đó cũng khá là tinh tế cho căn nhà. Trước khi đi vô bên trong, chúng ta sẽ đi qua hai lớp cửa. Lớp cửa ngoài là lớp cửa cuốn. Đây, mình mở đây nha mọi người. Có một lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong đó là lớp cửa sắt. Nhà rất là chắc chắn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực gara xe hơi. Bên phía tay phải dàn đây nè, chúng ta có thể được một chiếc xe hơi to 5 chỗ hoặc là 7 chỗ đều thoải mái nha. Bên phía tay trái thì có thể đậu được nhiều chiếc xe máy. Do đặc thù là nơi để xe nên hai bên được ốp gạch lên độ khoảng 1m2, cái này 1m2 để mà có thể chống bụi bẩn hoặc là chúng ta dễ lau chùi nè. Điểm nhấn ở khu vực đây là hai bên vách, anh chủ nhà đã sử dụng nhiều bức tranh tạo cho điểm nhấn cho khu vực đây. Ở trên trần thì sử dụng đèn led, cái chính giữa là có một cái đèn chùm trông khá là bắt mắt nha. Khu vực gara nhưng cũng trông khá là sáng sủa và sạch đẹp đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào không gian của phòng khách nha. Phòng khách đây khá là thoáng mát và cực kỳ đẹp. Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là không gian của phòng khách. Trong phòng khách đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất. Đây có bộ sofa màu kem khá là lịch sự. Cái điểm nhấn ở khu vực đây đó chính là vách nè, vách sử dụng cái này không phải là nhựa, đó là gỗ luôn nha mọi người. Đây là gỗ luôn, màu gỗ khá là chắc chắn. Chính giữa là có một cái bức tranh nè, bức tranh này tô đậm cho cái phòng khách trông nhẹ nhàng hơn. Và ở trên trần được sử dụng một cái hệ thống đèn chùm khá là bắt mắt à. Với cái tông màu chủ đạo mà của đèn là màu vàng kết hợp với đó với cái màu sắc gỗ đây tạo cho cái căn nhà, cái phòng khách khá là ấm áp. Đối diện với bộ sofa đó chính là một hệ tủ. Thì trong mấy tất cả các căn nhà Giang đã từng review thì đa số anh chị chủ đầu tư thường làm cái khu vực đây góc chết của cầu thang để chúng ta có thể để tivi, để được những cái đồ vật dụng tủ trang trí nhỏ nhỏ đây ạ. Khá là tiện lợi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào không gian của phòng bếp nha. À, trước khi đi tiến vào phòng bếp, chúng ta sẽ đi qua một cái máy massage. Anh chủ nhà cũng khá là tinh tế khi đặt một chiếc massage đây ạ. Nó ngăn cách giữa phòng ăn và khu vực phòng khách đây. Khá là đẹp và đầy đủ tiện nghi. Khu vực phòng ăn đây chúng ta có một cái bộ bàn ăn 6 ghế nè. Nếu mà trong trường hợp có khách tới chơi nhà, chúng ta có thể để thêm 1-2 ghế đây, ngồi rất vô tư. Cái điểm nhấn ở khu vực đây đó chính là một cái hệ thống kính thủy đây. Kính thủy đây á là thứ nhất nó giúp cho ngôi nhà trông rất là đẹp nè, để bắt mắt hơn. Thứ hai á nó giúp cho cái khu vực phòng bếp đây trông rộng hơn và sâu hơn nha mọi người. Rất là bắt mắt đúng không ạ? Và điều đặc biệt khu vực đây đó chính là một hệ thống tủ bếp. Tủ bếp đây được sử dụng là kính trần luôn với màu trắng. Nó có một điểm nhấn là những tay cầm nè, màu vàng đây. Đó, chúng ta rất là dễ mở luôn. Và trong khu vực bếp đây cũng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất. À, đây hệ tủ nè, nhiều ngăn nè. Đây vách đây sử dụng kính cường lực khi mà chúng ta nấu ăn dễ lau chùi nha. Dưới đây là dùng đá hoa cương màu trắng. Trong khu vực này rất là sáng và bắt mắt luôn mọi người ạ. Đây là bếp nè, đây là tủ đựng gạo. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây có một tủ lạnh side to side. Nhìn tổng thể khu vực phòng bếp đây được bố trí rất bắt mắt, hài hòa và hợp lý, nên chắc chắn sẽ khơi một nguồn nấu ăn bắt đặng cho những quý bà nội trợ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực ở phía sau. Khu vực phía sau đây đó chính là sân sau. Sân sau thì chúng ta có một cái tiểu cảnh nho nhỏ. Và ở trên có một khung gió chúng ta lấy gió ánh sáng nè. Ngoài ra chúng ta có một cái hệ thống toilet ở phía sau đây. Khi mà khách tới chơi nhà có thể sử dụng hoặc là những người thân trong gia đình sử dụng rất là tiện lợi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở khu vực dưới tầng trệt của căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên lầu 1, trên lầu 2 và trên sân thượng nha. Giang đang đứng ở trên lầu 1 của căn nhà. Khu vực đây là đường luồn nha. Đường luồn này sử dụng
một cái hệ thống là nhựa giả đá nha mọi người, với màu vàng. Kết hợp đó chính là một bức tranh chính giữa, và xung quanh nó là nhựa lam giá gỗ, nó tô đậm thêm nét khá là điểm nhấn gì đó cho khu vực đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phòng master. Trong phòng master đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất với tông màu chủ đạo là màu vàng, cảm giác cho chúng ta rất ấm cúng trong căn phòng đây. Nè, đầy đủ nội thất là giường, nệm, bàn trang điểm. Này là có bàn làm việc, tủ quần áo. Ở phía sau tủ đầu giường đó chính là một cái vách nhựa PVC nè, giả đá có một bức tranh tạo cho một nét điểm nhấn cho khu vực đây ạ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đón gia chủ vào ở thôi. Đối diện với một cái giường ngủ đó chính là một cái hệ tủ để tivi. Đây chúng ta để tivi, còn góc đây chúng ta trang trí những vật dụng nhỏ nhỏ ta để đây ạ. Máy lạnh cũng đã sẵn sàng luôn. Màn cửa nha mọi người, màn cửa căn nhà này có hai lớp. Đây là lớp chống nắng nè, đây là lớp chống mát nha. Do đặc thù là phòng master nên được ưu ái cái ban công rất là rộng rãi. Bây giờ chúng ta đi ra xem cái ban công đây. Hiện tại đã có một cái bộ bàn ghế hai người dành cho hai vợ chồng. Đây là phòng master mà, dành cho gia chủ. Đây mọi người có thể khi mà tối lên đây trước khi vô ngủ, chúng ta có thể ra đây giải trí, thư giãn, đọc sách gì đó. Hoặc là chúng ta trồng thêm nhiều cây xanh, tạo cho mảng xanh không gian rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra phòng phía sau của căn nhà nha. Phòng ở phía sau của lầu 1 đây cũng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất như nè, giường, nệm, tủ quần áo, tắp đầu giường, bàn trang điểm, kể cả có cái tủ đây ạ. Tủ đây chúng ta có thể trang trí một dụng nhỏ. Bàn đèn trang điểm đây là có một cái đèn led nha mọi người, đó rất đẹp đúng không ạ. Giống như phòng master có nhựa PVC nè, nhựa PVC có một bức tranh. Phòng ở phía sau có một cái cửa sổ đây cũng có màn hai lớp cửa, màn chống nắng này, màn mát đây, thứ đã chuẩn bị sẵn sàng luôn, chỉ cần mọi người mua và ở liền nha. Đối diện với hệ giường đó chính là một cái hệ tủ để tivi giống như phòng master rồi ạ. Đây rất là tiện lợi và chắc chắn sẽ không thiếu một cái toilet. Trong tất cả cái bốn phòng đều phòng nào cũng có toilet riêng ạ. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở lầu 1 của căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp ở lầu 2 và trên sân thượng. Ở trên lầu 2 cũng đã được thiết kế với hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh y chang như dưới lầu 1 đây, cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất như lầu 1 đây. Trong phòng nè có giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi, táp đầu giường, có bàn trang điểm, cũng có cái tủ để tivi. Chung căn nhà này bốn phòng đều full nội thất, bốn phòng nha mọi người, đã chuẩn bị đầy đủ khi mà chúng ta mua về chúng ta dọn vô ở thôi ạ. Để không mọi người chờ đợi lâu, chúng ta đi lên trên sân thượng xem trên sân thượng như thế nào. Bây giờ Giang sẽ giới thiệu mọi người sơ qua trên sân thượng nha. Trên sân thượng thì gồm sân thượng trước, sân thượng sau, chính giữa có một phòng thờ. Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là sân sau của trên sân thượng. Sân sau đây được thiết kế rất là rộng rãi nè, hàng rào được sử dụng là khung sắt rất chắn chắn. Nơi đây chúng ta có thể nhìn khá là tổng thể khu vực ạ. Đường nhựa, xe hơi thông thoáng, nhà cao tầng rất nhiều phía sau nha. Nơi đây chúng ta làm một phòng giặt hoặc là chúng ta trồng rau nè, mình thiết kế một cái mảng vườn nhỏ nhỏ đây. Và đây anh chủ đầu tư cũng đã trang bị sẵn một cái thang. Thang đây lâu lâu chúng ta đi lên kiểm tra hệ thống cục nóng của máy lạnh nè, bồn nước nằm trên đó nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô phòng thờ và đi lên trên sân thượng trước. Trong phòng thờ đây cũng khá là rộng rãi. Nếu mà trong trường hợp chúng ta không dùng làm phòng thờ thì chúng ta có thể để những vật dụng mà lâu ngày chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta có thể dùng nơi đây để phòng làm tập thể dục hoặc là phòng giải trí cũng được ạ. Đây, giờ chúng ta sẽ đi ra cái khu vực sân thượng trước. Sân đây là nơi có thể là tuyệt vời nhất của căn nhà này, rất thoáng mát luôn. Nơi đây nè, chắc chắn sẽ là nơi chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng BBQ cho gia đình, hoặc là những tiệc thân mật bên người thân bạn bè, hoặc là chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh đây. Đây cũng có vài cây rồi ạ. Chúng ta trồng thêm nhiều cây để tạo cho một cái nét xanh tươi hơn nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà, cho Giang cung cấp mọi người lại thông tin nha. Căn nhà với diện tích 5x16m được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 9.200.000.000. Mọi người cần đi xem nhà hoặc là cần Giang cung cấp thông tin gì hơn, xin liên hệ số điện thoại trên cùng bên tay trái màn hình đây nha. Mọi người nhớ like và share video clip nha. Xin chào. We'll be right back.